Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, kể từ khi thành lập và tổ chức lễ ra mắt, Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Nhiều tập thể cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ quỹ như một cách thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt. Tuy nhiên, bất chấp thực tế và ý nghĩa cao đẹp của hoạt động đó, một số tổ chức cá nhân, hội nhóm thiếu thiện chí đã đưa ra những ý kiến xuyên tạc, sai sự thật về quỹ vaccine phòng COVID-19, gây bức xúc trong dư luận. Với sự phân tích của các chuyên gia, chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn về điều này. Sau những sáng kiến phục vụ cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như ATM gạo, chợ không đồng, hay tặng nhu yếu phẩm, tặng vật tư y tế giúp người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản, thì việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 thêm một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt qua khó khăn, thách thức của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trước đại dịch COVID-19. Theo thống kê, đến nay, tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở nước ta chỉ hơn 1%. Theo tính toán của các chuyên gia, để đạt được miễn dịch cộng đồng, miễn dịch toàn dân, Việt Nam cần có hơn 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng hơn 75 triệu người dân với tổng kinh phí ước tính khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đã có 16 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của năm 2020 chuyển qua, còn 9,2 nghìn tỷ đồng cần sự tự nguyện đóng góp ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để mua vaccine tiêm miễn phí cho toàn dân. Trong khi đất nước ta đang còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp, thì việc chính phủ ban hành nghị quyết số 53 thông qua chủ trương thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 và quyết định số 779 thành lập quỹ và tổ chức lễ ra mắt quỹ vaccine phòng COVID-19 vừa qua là phù hợp với thực tiễn cũng như truyền thống đoàn kết, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó chính là huy động sức dân, đó chính là sự quy tụ ý đảng và lòng dân. Và không phải nước nào cũng làm được vấn đề này. Còn đối với nước ta, chúng ta có một cái truyền thống đoàn kết, cố kết cộng đồng, tương thân, tương ái, cái văn hóa người Việt Nam. Chính vì vậy cho nên cái việc huy động sức dân nó không phải chỉ đong đếm bằng cái lượng tiền mặt, mà cái quan trọng hơn nữa, lấp lánh hơn nữa ở trong đó chính là cái yếu tố, cái giá trị tinh thần. Bởi vì cái sản phẩm của vaccine không phải chỉ là sản phẩm thương mại, mà chúng ta quan niệm đó là sản phẩm của xã hội, trong đó nó có tình cảm của nhân dân, trong đó nó có ý chí của nhân dân, trong đó nó có nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy cho nên ý, là mỗi một cái sản phẩm vaccine kết tinh trong đó, chúng ta thấy rằng nó hết sức đúng đắn với cái đặc thù của cái dân tộc Việt Nam. Kể từ khi quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được thành lập, không chỉ doanh nghiệp, địa phương mà rất nhiều cá nhân trên mọi miền của Tổ quốc đều đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ, đóng góp. Phong trào ủng hộ quỹ đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và không ngừng lan rộng. Những con số của quỹ vaccine liên tục được cập nhật với niềm vui, sự hy vọng cộng dồn, lan tỏa mãi. Đặc biệt, đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch gây ra nhưng vẫn hướng về Tổ quốc, cùng chung tay đóng góp cho quỹ vaccine và đang tiếp tục gia tăng trong từng ngày. Chúng tôi đều có những cái nêu tên những cái cá nhân, những cái gia đình ủng hộ cao, cố định có thể là chừng 50.000 trở lên. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chúng tôi đều có niêm yết ở bảng tin ở cổng. Mà niêm yết ở đây là kéo dài hàng nửa tháng để cho mọi người dân, người ta đều là biết. Mỗi đóng góp cho quỹ, dù là cả trăm tỷ đồng của các doanh nghiệp, tổ chức hay vài chục nghìn đồng của các em nhỏ, học sinh, sinh viên hay người già đều được thấu hiểu và trân quý. Hàng trăm doanh nghiệp mặc dù phải đối mặt với khó khăn do tác động của dịch bệnh nhưng rất tích cực đóng góp cho quỹ, chung tay với chính phủ lo cho người dân và cũng sẵn sàng bảo đảm chi phí tiêm phòng cho người lao động trong doanh nghiệp. Điều đó nói lên sự đồng thuận của toàn dân và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính phủ cũng như truyền thống đạo lý thương yêu đùm bọc cho nhau có từ ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, đồng thời cũng góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam, vị thế Việt Nam trong trái tim bạn bè quốc tế. Thưa quý khán giả và các đồng chí, đại dịch COVID-19 đã làm chao đảo cả thế giới.
Tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2021, đã có hơn 180 triệu người nhiễm bệnh, hơn 3,9 triệu người tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này. Các chuyên gia y tế khẳng định, vaccine là chìa khóa quan trọng giúp cho chúng ta có thể sống chung với dịch bệnh. Kể cả khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện, vaccine vẫn cho thấy tính hiệu quả trong việc làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh, nhất là hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Chúng ta có thể ví vaccine như là mầm bệnh dạy. Nó chỉ có khả năng kích thích cơ thể sinh ra đáp ứng miễn dịch chống lại cái mầm bệnh dạy đó. Nhưng khi chúng ta bị nhiễm mầm bệnh thực thụ, thì vì cơ thể đã tiếp xúc và làm quen với cái mầm bệnh dạy, cho nên mới phản ứng lại với cái mầm bệnh thực thụ bằng một cái cách rất là nhanh, rất là mạnh, rất là hiệu quả. Các số liệu từ những nước đã được tiêm vaccine nhiều, ví dụ Mỹ, Anh hoặc Israel, cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 ở những người đã được tiêm vaccine thấp hơn rất nhiều so với những người không được tiêm. Hiện nay thì có rất nhiều các cái vaccine đã được sử dụng, ví dụ như là AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, Johnson & Johnson, v.v. Mỗi loại vaccine thì đều có những cái công nghệ sản xuất khác nhau. Tuy nhiên thì chúng đều có những cái cơ chế bảo vệ tương đối giống nhau. Đó là khi chúng ta tiêm vào cơ thể thì cơ thể sẽ kích thích cái hệ thống miễn dịch để sản sinh ra cái đặc kháng thể đặc hiệu chống lại virus. Để khi có những virus thực sự xâm nhiễm vào cơ thể thì cái hệ miễn dịch nhận biết và tiêu diệt virus để chúng ta không bị bệnh hoặc bị nhẹ hoặc có ít biến chứng. Vâng, thưa quý khán giả và các đồng chí, trong khi mọi tầng lớp nhân dân đã và đang tích cực tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19, thì đâu đó có một số cá nhân, tổ chức không có thiện chí đã đăng tải những thông tin xuyên tạc về việc thành lập quỹ, so sánh việc nhập khẩu vaccine của nước này với nước khác, thậm chí xúc phạm đến danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ quỹ. Gần một tháng qua, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, chờ chẽn như tiếng nói Hoa Kỳ, Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, BBC tiếng Việt, Hội Anh Em Dân Chủ cho rằng chính phủ kêu gọi người dân ủng hộ quỹ mua vaccine là để lừa gạt dư luận, dùng tiền vào mục đích bất chính. Thậm chí chúng còn tung lên mạng xã hội nhiều thông tin, bình luận xuyên tạc tình hình dịch bệnh trong nước và kế hoạch mua, sản xuất và tiêm vaccine của Việt Nam. Đại loại như Việt Nam quá chủ quan trong vấn đề vaccine, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID ở Việt Nam thấp nhất trên thế giới, Việt Nam chỉ ưu tiên tiêm vaccine cho công an, quân đội, vaccine chỉ dành cho những người có tiền, người nghèo sẽ không có cơ hội tiêm vaccine, Việt Nam không minh bạch trong việc mua và sử dụng vaccine, chính quyền ép buộc người dân đóng góp tiền mua vaccine. Từ đó chúng kích động, kêu gọi người dân phản đối, không đóng góp cho quỹ. Chúng còn chơ chẽn đòi chỉ được mua vaccine của hãng này, hãng kia, rồi cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về những nghĩa cử cao đẹp, hành động đúng đắn, nhân văn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của nhân dân ta. Thủ đoạn thì không có gì mới. Vẫn là xuyên tạc, vẫn là thổi phồng, vẫn là bôi nhọ, vẫn là kích động. Nội dung và xuyên tạc đối với quỹ vaccine thì chúng tập trung vào xuyên tạc cái mục đích ý nghĩa của việc thành lập quỹ. Chúng cho rằng cái việc thành lập quỹ là sự ép buộc đối với người dân. Chúng cho rằng cái việc thành lập quỹ, sử dụng quỹ là sẽ không công khai, không minh bạch. Chúng cũng kích động và xuyên tạc với các cái hành động, với các cái tự nguyện đóng góp, quyên góp của nhân dân, của các cái chức sắc, chức việc tôn giáo, của các cái tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Việc đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19 không có mức đóng góp tối thiểu cũng như mức đóng góp tối đa. Tất cả đều trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức cá nhân. Và với mỗi đồng đóng góp, dù là nhỏ nhất, cũng đều được trân trọng và quản lý công khai, minh bạch. Rõ ràng, những kẻ xấu muốn thổi phồng câu chuyện vaccine để gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận, kích động tâm lý nghi ngờ trong cộng đồng, tìm cách phủ nhận thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đánh vào lòng tin của người dân đối với hệ thống chính trị, gây khó khăn cho công tác phòng chống đại dịch COVID của nước ta. Cái việc đóng góp xây dựng quỹ là tự nguyện của các tổ chức, của các cá nhân trong nước và ngoài nước. Cái điều này nó phủ định hoàn toàn với những cái luận điệu sai trái, cho rằng ấy là nhân dân, các doanh nghiệp bị ép phải
đóng góp cho quỹ thì hoàn toàn là không phải. Cái cơ chế tự nguyện nó khẳng định rất là rõ. Từ việc mua sắm, sản xuất, rồi sử dụng phải chịu sự quy định của pháp luật Việt Nam và chịu sự kiểm soát, kiểm tra của các cái cơ quan thanh tra, kiểm toán với cái việc là đến 17 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2021 chúng ta đã huy động được là gần 8.000 tỷ để cho xây dựng quỹ này. Nó nói lên là cái tự nguyện của người dân Việt Nam là rất là rõ. Ngăn chặn đại dịch COVID-19 đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội và đang được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Không có quốc gia nào tự chống chọi được với đại dịch chỉ bằng sự quyết tâm của chính phủ. Bởi vậy mà những luận điệu sai trái bịa đặt của các tổ chức phản động như Chân Trời Mới Media, Việt Tân về quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam cũng như xúc phạm đến danh dự hình ảnh của các cá nhân tổ chức tham gia ủng hộ quỹ là việc làm của những kẻ vô lương tâm, lạc lõng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay. Việt Nam đã, đang và sẽ chống dịch COVID-19 hiệu quả bằng nguồn lực của chính mình cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và bằng chính cách làm sáng tạo của Việt Nam cùng truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với sáng kiến lập quỹ vaccine phòng COVID-19, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã có những đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống giặc COVID-19. Việc huy động các nguồn lực để nâng cao khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 của chính phủ Việt Nam rất kịp thời, phù hợp với sáng kiến vaccine toàn cầu. Chính phủ Việt Nam rất nỗ lực để huy động nguồn lực từ ngân sách, nhưng thực tế vẫn còn nhiều nguồn lực hơn nữa. Việc chính phủ quản lý và sử dụng công bằng, hiệu quả nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp, tư nhân sẽ mang lại giá trị mới cho chiến lược ứng phó với COVID-19. Chính sự đoàn kết này sẽ giúp Việt Nam chấm dứt đại dịch. Hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một ví dụ cho cách tiếp cận toàn dân trong việc kết thúc đại dịch. Trong cuộc chiến chống COVID-19, mỗi bước đi của Việt Nam đều rất thận trọng nhưng vô cùng quyết liệt, chính xác. Từ những tấm lòng của một dân tộc thiện lương, hình ảnh một đất nước dù phải căng mình chống dịch nhưng luôn chung một niềm tin vượt qua bão tố một lần nữa hiện lên vô cùng đẹp và đầy tình người. Giữa cơn xáo động toàn cầu vì COVID-19, cái tên Việt Nam đã trở thành một biểu tượng chiến thắng đại dịch đầy cảm xúc. Việc thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam và là một sáng kiến hay, là điều Liên Hợp Quốc đã ủng hộ trong nhiều tháng này. Mức độ lan tỏa và ủng hộ của người dân Việt Nam với các quyết sách của chính phủ cao ở mức đặc biệt so với các nước khác trên thế giới. Đây chính là cơ sở để tôi tin tưởng sự đồng lòng ủng hộ của mọi người dân, doanh nghiệp vào quỹ vaccine. Việt Nam có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Đó là sự thật hiển nhiên đã được cả thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Nên dù có tìm trăm phương nghìn kế, hòng xuyên tạc, phủ nhận sự thật này, thì các thế lực thù địch phản động cũng chẳng lừa được ai mà chỉ càng làm cho chúng lộ rõ chân tướng mà thôi. Thưa quý vị và các đồng chí, có thể khẳng định, việc cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về những nghĩa cử cao đẹp, hành động đúng đắn, sáng tạo, nhân văn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhất là việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo cho toàn dân đều được tiêm phòng miễn phí của một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, được phát tán trên các trang mạng xã hội vừa qua, dù núp dưới danh xưng nào, cũng đều đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Những hành động đó cần bị vạch trần, lên án và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin dừng tại đây. Để xem lại, mời quý vị và các đồng chí truy cập vào trang web www.qpvn.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.